Mùa hè này lướt mạng xã hội chừng 10 video thì sẽ thấy hết 8 video là nói về món gỏi gà măng cụt rồi. 2 video còn lại thì nội dung cũng sẽ không khác gì mấy, đa phần sẽ là hướng dẫn cách gọt vỏ măng cụt xanh. Thấy trend gỏi gà măng cụt đang hot cho nên con bé Út Hương cũng tranh thủ mần cho chú bộ đội của nó ăn cho biết nè. Nghe đâu là bọn trẻ sắp được gặp nhau nữa rồi, cho nên tụi nó hí hửng dữ lắm nha. Thấy người ta ăn món này quá chừng cho nên Phúc cũng tính xin mẹ con gà để làm gỏi. Út Hương nó cứ hỏi Phúc hai muốn làm cái món đang hot với anh không, để nó hái măng cụt gửi lên cho Phúc làm. Cũng định mần ăn thử cho biết mà tự nhiên nghe dân tình đồn cái vụ gì bị ngộ độc đó, nên cũng hơi rén ngang. Rồi lại có tin đồn rằng dù măng cụt xanh giá cao gấp 10 lần măng cụt chín, nhưng một số nhà vườn vẫn nhất quyết không bán nha. Vì măng cụt chín khi thu hoạch sẽ rất dễ, gần như chỉ chạm vào là rụng liền. Trong khi đó để thu hoạch măng cụt xanh sẽ phải bẻ cả cành lá. Thêm nữa, phía trên trái măng cụt mỗi năm đều cho ra một cặp lá. Cặp lá này năm sau sẽ cho ra trái mới. Khi hái măng cụt xanh, bắt buộc sẽ phải bẻ cả cặp lá. Do vậy, nếu thu hoạch xanh, mùa vụ sau rất có thể cây sẽ cho ít trái hơn. Vì nhu cầu và sự tò mò muốn ăn thử cho biết, cho nên dù cái giá hơi chát, mọi người vẫn chen nhau mua cho bằng được. Rồi trong lúc chờ ông chú mần con gà thì mình tranh thủ vài giây để xem quảng cáo nha. Tóc con bé Út Hương nó dài, suông và mượt như thế này là nhờ ngày nào cũng dùng cái chai xịt này mấy lần đó. Ở dưới quê Phúc thì nhà có nuôi gà thả vườn nè, rồi măng cụt thì cũng có trồng sẵn luôn, nên chỉ bẻ đủ làm gỏi thôi. Số còn lại thì cha vẫn để cho chín, tại vì mấy đứa nhỏ nó thích ăn măng cụt chín hơn. Rồi bà nào đã thử qua cái món này thì cho Phúc xin ít cảm nhận nha, để tôi đỡ bỡ ngỡ coi, chứ nhà nhà người người đều ăn mà tôi chưa được ăn thử nữa đó.